các bạn, lại là một ngày mới. Thì bây giờ là anh em Typhoon sẽ check out, trả phòng khách sạn để mà đi ra uống cà phê với anh em Nha Trang. Rồi xong rồi sau đó mình sẽ đi về Phan Thiết, tiếp tục đi hành trình về tới đó. Đây là xe của anh em. Giờ anh em đang check out. Bạn đây là xe của em gái idol Nha Trang nè. Em gái cả gói. Em gái cả gói, một gói và hai gói. Còn đây em trai bắt đầu. Rồi BM R1. Giờ anh em di chuyển đi qua quán cà phê uống rồi xong đi về luôn. Mình đã đến điểm hẹn với lại anh em Nha Trang nha các bạn. Giờ anh em đã có mặt đông đủ rồi, mình sẽ đi qua để mà giao tiếp với anh em. Anh em đang chụp hình tự sướng. Đông vui với bạn, bạn nhiều anh em lắm nha, đông vui lắm. Mình xem sơ qua một số xe mô tô của anh em nha bạn, thú vị không bạn, rất là nhiều xe luôn. Nó sơ sơ mấy xe lên đồ đẹp quá, nhiều đồ á. Xe này của em Linh Phù Thủy Tóc, xe Anthony. Anh em Thái Quân tạm biệt anh em Nha Trang để tiếp tục hành trình đi về rồi bye anh. Chào anh, nhớ gửi cho anh nha. Yes sir. Chúc anh sức khỏe. Rồi ok, cái gì gặp lại nha. Dạ chào luôn. Đây xanh đỏ đây là nữa luôn nè. Cua trái chạy thẳng khắp cả luôn. Xanh đỏ cua trái. Đây đây, đây. Đồ xanh, đồ xanh. Ra đó, ra chạy ra cây xanh luôn, trên đường đi luôn.
ngay quận Bình luôn. Chạy ra ngoài giờ mình đi quốc lộ luôn hả? Đi lòng vòng lòng vòng. Đây mình đi chạy thẳng đường luôn. Đúng rồi. Thôi thôi cầm tơ. Chuẩn lên trên, chuẩn lên trên. Để chuẩn bị xe đi thêm khoảng mấy trăm cây nữa về Sài Gòn. Mấy anh em bắt đầu lên đường đi về. Bây giờ anh em đã đến Phan Thiết rồi, cho nên là sẽ vô trong chỗ nhà hàng ăn trưa. Đây bạn, anh em tầm nghỉ trưa.
vô ăn cơm rồi xong đi về Sài Gòn. Các bạn giờ mấy anh em lên giáp chạy về Sài Gòn. Ở đây là Phan Thiết. Đá trống rồi đi. Lên đường đi về.